Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân vừa có nhiệm vụ đảm bảo huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa xây dựng công trình, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ. Việc đóng quân phân tán từ vùng sâu vùng xa đến biên giới hải đảo thì chú trọng huấn luyện cho bộ đội chính là biện pháp trọng yếu để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phát huy truyền thống, mở đường thắng lợi của bộ đội công binh anh hùng. Cứu hộ cứu nạn vốn đã là một nhiệm vụ khó, nhưng trên sông nước thì càng khó hơn vì đòi hỏi các kỹ năng động tác và sự phối hợp nhịp nhàng để vừa cứu được nạn nhân vừa đảm bảo an toàn cho chính người cứu hộ. Huấn luyện nhiều sẽ giúp bộ đội nắm chắc tính năng, nguyên tắc hoạt động của phương tiện cứu hộ và thêm thuần thục các kỹ năng thao tác. Thực hiện làm sao cho nó đúng được tất cả các cái nguyên tắc trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhất là trong quá trình thực hiện được sóng gió. Ngoài kỹ năng bơi thì chúng tôi được đào tạo thêm về nâng cao về kỹ năng sơ cứu, hay là kỹ năng sử dụng trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn trong nhiệm vụ thực hiện trên sông để bảo đảm sơ cứu được cho người dân cũng như đồng đội của mình khi gặp nạn. Với bộ đội công binh thì bài huấn luyện bố trí và khắc phục bãi vật cản, dò tìm bom mìn và vật liệu nổ là nội dung cơ bản. Các thao tác thuần thục chính xác là kết quả của cả một quá trình rèn luyện liên tục với sự tập trung cao độ. Bởi bất cứ một sai lầm, sơ suất dù nhỏ cũng có thể không bao giờ có cơ hội sửa sai. Rèn luyện về sức khỏe, về tính năng cấu tạo của các loại máy dò bom dò mìn, tính năng cấu tạo của các loại bom mìn. Hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công binh Hải quân 131 còn gắn liền với những công trình xây dựng trên tuyến biển đảo. Huấn luyện giỏi là bí quyết để bộ đội công binh vững vàng, đủ sức khỏe để quanh năm vật lộn với sóng nước, xây nên những công trình trường tồn cùng năm tháng. Ở bất cứ nơi đâu, thì trong điều kiện hoàn cảnh nào thì cán bộ chiến sĩ công binh chúng tôi luôn nêu cao xác định tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Bước chân của người lính công binh Hải quân đã đi suốt chiều dài đất nước, mở những con đường thắng lợi trên khắp các tuyến biển đảo của Tổ quốc.